Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn sản phẩm loa Soundbar Samsung HW-MS650. Sản phẩm loa Samsung Soundbar HW-MS650 là một sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp của Samsung với công suất lên tới là 450W, được tích hợp công nghệ siêu trầm và giải thanh, giúp cho loa có một thiết kế rất là gọn gàng và mạnh mẽ. Sau đây chúng ta sẽ đi vào sản phẩm và phụ kiện bên trong. Thì gồm có đây là phần loa Soundbar được tích hợp công nghệ siêu trầm, vì vậy chúng ta sẽ có một bản loa rất là to. Và phần phụ kiện đây thì sẽ bao gồm điều khiển và pin, dây nguồn cấp cho loa, đây là dây cáp HDMI. Với dây cáp HDMI này thì chúng ta sẽ kết nối loa với TV hoặc với các thiết bị khác như là máy tính, laptop. Còn đây là phần giá treo tường. Đây là bộ phận chúng ta sẽ móc vào loa để giữ những cái dây nguồn hoặc là dây điện cho gọn gàng. Đây là cái giá đỡ để mặt để bàn, chúng ta sẽ để mặt để bàn cho loa. Còn đây là ốc vít để chúng ta kết nối với cái giá treo này. Sau đây thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn về tổng thể của loa. Loa Soundbar HW-MS650 được thiết kế tích hợp công nghệ siêu trầm, vì vậy là sẽ có một bản loa rất là to và cứng cáp, rất là nặng. Với trọng lượng của loa lên tới là 8,4 kg. Kích thước chiều dài của loa, phần chiều dài của loa sẽ là 127,8 cm. Chiều dài này sẽ là 127,8 cm. Với chiều cao đây sẽ là 14,8 cm. Và chiều ngang của loa sẽ là 21,2 cm. Như vậy là thiết kế của loa sẽ chiều dài là tương đương khoảng 1,2 m. Với tổng công suất của loa là 450W, được tích hợp công nghệ siêu trầm của Samsung. Về thiết kế tổng thể của loa thì được làm hoàn toàn bằng chất liệu là hợp kim không chỉ nha, tất cả bằng hợp kim hết. Ở mặt trước của loa đây, ở mặt trước của loa sẽ là một lớp lưới bằng hợp kim không rỉ, giúp cho bảo vệ cái phần loa ở bên trong rất là tốt. Đây, hợp kim rất là cứng cáp, nhìn một thiết kế này rất là sang trọng rồi. Và ở cái hệ thống của loa ở mặt sau mặt lưới này, ở sau mặt lưới này sẽ gồm một hệ thống gồm có 9 loa. Đây, 1, 2, 3, 3, 3. Tất cả hệ thống của loa sẽ gồm 9 loa bên trong nha, sẽ giúp cho loa có một cái trải nghiệm rất là tốt, chất âm sẽ rất là mạnh mẽ. Và đặc biệt là khi các bạn trải nghiệm cái hiệu ứng âm thanh vòm với 9 loa này thì sẽ thể hiện tốt hơn trên các chiếc phim hành động, và hiệu ứng âm thanh vòm sẽ hoạt động rất là tốt trong hệ thống gồm nhiều loa như thế này. Ở phía góc đây là gồm logo của Samsung. Với thiết kế của loa rất là đẹp. Ở bên đầu cạnh phải này thì sẽ gồm những nút phần cứng như sau. Đây là nút nguồn power. Còn đây là nút tùy chọn chế độ đầu vào. Ví dụ như các bạn bấm chọn các chế độ như là Bluetooth, chế độ kết nối với TV, HDMI, chế độ quang hoặc chế độ là AUX, có nghĩa là những cái nguồn đầu vào để phát ra loa. Còn đây là tăng giảm âm lượng. Sau đây chúng ta sẽ đi vào cái thiết kế mặt sau của loa nha. Đây là thiết kế mặt sau của loa. Thì mình sẽ giới thiệu với các bạn ở khu vực trung tâm đây. Ở khu vực trung tâm đây, đây là bộ phận chúng ta kết nối dây nguồn. Chúng ta sẽ kết nối dây nguồn vào loa vào bộ phận này. Và đây chính là cái bộ phận mà dùng cho cái giá treo của Samsung nha, có nghĩa là đây là dây cấp nguồn, còn cái nguồn này là sẽ là cái giá treo của Samsung. Thì khi kết nối với TV thì cái nguồn của TV sẽ cắm trực tiếp vào đây, nguồn của TV sẽ cắm trực tiếp vào đây và sẽ xuất ra TV đó. Đây là khu vực hệ thống vào nguồn điện của loa và xuất nguồn điện ra TV khi kết nối với giá treo của Samsung. Còn đây là digital, có nghĩa đây là khu vực chúng ta kết nối cổng quang. Thì chúng ta sẽ kết nối dây quang với loa và TV ở khu vực này. Còn đây là hai bộ phận, đây là cổng HDMI Chúng ta có đầu vào và đầu ra, chúng ta sẽ kết nối với TV hoặc các thiết bị khác. Còn đây là khu vực cổng AUX. Chúng ta sẽ kết nối với các thiết bị bên ngoài như cổng AUX, thì các bạn biết là đây là một đầu jack 3.5 sẽ kết nối bên ngoài ở khu vực này và xuất ra một đầu đỏ và trắng để chúng ta kết nối với những thiết bị như âm ly hoặc là những cái thiết bị TV khác. Đó. Còn đây, Wheeler đây là cái khu vực này là chúng ta sẽ, đây là cái khu vực kết nối không dây với những cái thiết bị ngoại vi của Samsung. Ví dụ như là những thiết bị như là loa vệ tinh này, hoặc là kết nối với loa súp siêu trầm không dây là sẽ kết nối với loa Soundbar của chúng ta qua cái thiết bị này. Đó. Còn đây là cái phần kết nối Wi-Fi. Đây là khu vực chúng ta kết nối Wi-Fi thì sẽ kết nối với một cái app của Samsung, đó là Samsung Multiroom, là chúng ta sẽ kết nối Wi-Fi với loa để phát nhạc ở bộ phận này. Còn đây là khu vực tem thể hiện sản xuất và số email của loa. Còn đây là khu vực mà chúng ta sẽ để cái giá để bàn cho cao và đẹp đây. Đó, okay. Còn đây là khu vực chúng ta sẽ kết nối với giá treo tường nhé. Ví dụ các bạn này, đây là giá treo. Đó, các bạn sẽ kết nối với giá treo như thế này, chúng ta sẽ bắt vít vào và treo lên tường. Ok. Các bạn nhìn lại một lần về thiết kế của loa, thì cảm giác loa có một thiết kế rất là mạnh mẽ và sang trọng. Mặt trước này rất là đẹp, rất là cứng cáp. Đây sẽ là cái khu vực hiển thị đèn led của loa.